Dương Quỳnh xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, cầu mong biết trước được số phận của mình đó chính là điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Khi mà xem tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ, từ đó thì sẽ có những phương án hóa giải và phòng tránh để có được may mắn và tài lộc hanh thông thuận lợi. Trong phần luận giải chi tiết ngày hôm nay về tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch sẽ chỉ ra chi tiết về vận trình tài lộc, gia đạo, công danh và sự nghiệp, cùng với đó là sức khỏe của người tuổi Quý Mão. Trong phần luận giải này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cũng sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả, giúp cho quý vị và các bạn có được tài lộc hanh thông, may mắn và bình an. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, tâm tướng thường cô độc, ít hòa hợp với người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt, tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng trách chức được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá. Một khi đã quyết tâm thì họ mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Quý Mão sinh năm 1963 là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu, các mối quan hệ của họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe và thậm chí là chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ rất ít kẻ thù. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng này vận trình cũng không thật sự tốt trên nhiều phương diện. Ở tuổi của gia chủ, sự nghiệp hầu như đã bỏ lại phía sau lưng. Những bác còn đi làm thì cần phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tuổi tác cùng với áp lực từ công việc sẽ khiến cho bản mệnh mệt mỏi vô cùng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Hãy dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến gia đình của mình. Quý âm thủy gặp tân âm kim nên gọi là thực thần. Có nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Quý Mão cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về sự nghiệp hầu như gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc là chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, cho nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều nữa. Đến tuổi này, việc gia chủ cần làm đó là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Với những gia chủ vẫn còn đang đi làm, trong tháng này bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng về những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong tháng 12 âm lịch, với những diễn biến giúp cho công việc khởi sắc, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, tuy vất vả nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mình mong muốn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 12 âm lịch, tài lộc của những người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh thì bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà đưa ra những quyết định quan trọng. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào có ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới một cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Mão không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt, bạn gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tử vi tháng Tân Sửu nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài cũng không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là khoảng thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lúc này lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến cho số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa và đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã ở thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lụ Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thưa quý vị, trên đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 là những ngày sau. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng vào những ngày này sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình. Quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm Tân Sửu năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Mão sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thưa quý vị, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 âm lịch năm 2021 của các gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch này, anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Dương Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.